Phật tổ đã dạy rõ ràng Một phần cung kính được một phần lợi ích Mười phần cung kính được mười phần lợi ích Có nghĩa là người học đạo chúng ta Cái tâm ban đầu biết cung kính Biết lắng nghe Chịu nghe lời, chịu làm Gọi là cung kính đó quý vị Nhưng mà về sau hiểu biết Lại không cung kính Đây là cái thất bại nè Rồi ừ. ban đầu thì niệm Phật đó, Niệm rất là chân thật nhưng mà về sao niệm để lơ là đó không giữ được cái tâm ban đầu nên những điều này mình nêu lên đó. không phải ai cũng như vậy nhưng mà mình nó có một cái là hồi quan phản chiếu nó quay lại nó nhắc mình rồi mình ngồi bình tĩnh mình suy nghĩ cái tâm ban đầu của mình như thế nào rồi mình càng tu cái tâm mình nói thì sao rồi khi mình mới đi đến nơi ở cái tâm cung kính mình sao? Mình ở càng ngày càng lâu rồi. Tức khắc rồi mình nhạt nhẽo, mình coi thường tâm mình sao? Đó, quay lại kiểm mình đi. Nên á, mình mỗi ngày mình nhắc nhau gì nữa quý vị? Trên con đường tu hành phải được sự nhắc nhở gì đó. Nên giữ được cái tâm mà đơn giản bình thường, cả đời khó lắm quý vị à. Khó lắm thí dụ như mình không ai biết đến nghèo nàn khổ sở thì mình không cúi đầu sao được nhưng mà khi có cuộc sống ổn định đầy đủ rồi nhưng vẫn giữ cái tâm khiêm cung đó cái đó mới là cái quý quý vị quý nên người xưa mới nói câu khi giàu sang đừng quên thở cơ hàng thở cơ hàng là cái nền móng để bước lên giàu sang thì khi giàu sang đừng quên thở cơ hàng Vậy thì khi mình giàu sang Mình mới biết thương người nghèo khổ Vì hoàn cảnh của mình đã nghèo khổ Thí dụ như có những cô ở đây Mình có chồng, mình có con Có khi trách nhiệm làm cha, làm mẹ của mình Còn chưa có tròn trách nhiệm Sanh con ra Là đem đưa cho người ta nuôi Bản thân của mình khi được ở trong chùa mình tu mình phải ngồi tư duy bình tĩnh Mình thiệt là biết ơn Phật Tổ Mà biết được Phật Tổ là từ đâu Từ ông Thầy Thế gian Pháp ông chỉ Cũng như những đức Xin thưa với vị nghe Nói đây trước ngôi Tam Bảo nói chân thật Dù cỡ nào thì cỡ Những đức vô cùng là biết ơn Đại đức thích giác nhạc Nếu không có Thầy chỉ dạy thì làm sao những đức biết được Pháp môn tịnh độ biết rằng là mình có duyên mới gặp nhưng mà nhờ thầy chỉ mình mới có thể tiếp nhận được tỉnh độ quý vị nếu như thầy không mở ra tỉnh thất quan âm làm sao mình có cơ hội đi đến đó mà nếu mở ra tỉnh thất quan âm mà nếu thầy không tu tịnh độ mình có đi đến đó mình cũng bằng không quý vị ngồi suy nghĩ đi đúng không chúng ta biết ơn đây là chúng ta dùng cái pháp tu này và phiên người cùng tu đây gọi là y giáo tu hành cúng dường đó quý vị. Chúng ta dùng cái pháp này, chúng ta cung kính, chúng ta chăng thật dùng cái pháp này. Những đức xin thưa quý vị, cái phương pháp tu cũ ngày xưa, những đức không bao giờ bỏ qua đâu quý vị à. Vì phương pháp tu cũ này là phương pháp đặc biệt, phương pháp mà chính cái ngôi chùa xưa những đức đã ở ngôi chùa phát triển là từ phương pháp cũ này và chính phương pháp này để giúp cho rất nhiều chúng sanh niệm phật những đức đã thấy rõ ràng và cũng chính cái điều hộ niệm cũ là điều hộ niệm đặc biệt từ lúc ban sơ nên những đức không bao giờ bỏ qua quý vị coi để ý đi những đức không bao giờ bỏ qua đó là gì cung kính biết ơn đó quý vị còn có những người người ta đủ duyên người ta ở bên cạnh thầy người ta chăm lo người ta giúp đỡ thì đó là duyên của mỗi người còn những đức ở xa những đức biết ơn những đức chân thật lo tu đạo dù mình còn là phàm phu còn có khi sai lầm nhưng đối với đạo những đức rất chân quý đối với cái pháp tu những đức rất cung kính nên quý vị coi điều hộ niệm ngày xưa những đức vẫn giữ mãi điều hướng dẫn phật tử điều hộ niệm ngày xưa điều hộ niệm này không phải những đức chế biến ra đâu quý vị à mà điều hộ niệm này là điều hộ niệm cũ ngày xưa trên tỉnh thất quan âm thầy niệm một câu chúng niệm một câu những đức lấy y rang như vậy và điệu lễ phật này là điệu lễ phật cũ nhịp nhàng không khác gì điệu niệm bốn chữ mà quý vị để ý những đức đều hướng dẫn người ta niệm bốn chữ tại vì những đức thấy được niệm bốn chữ rất tiện từ khi còn sống cho đến khi mất từ cái tâm chân thật gọi là cung kính đừng có nói thiếu thiếu nam mô không cung kính không cung kính là không cung kính nè niệm bốn chữ không cung kính nhận là không cung kính niệm sáu chữ không cung kính nhận là không cung kính chỉ cần bạn có tâm chân thật thì bốn chữ hay sáu chữ gì cũng gọi là đầy đủ và cung kính chắc chắn một trăm phần trăm không lẽ một vị đại lão hòa thượng tịnh không giảng pháp khắp nơi trên thế giới ngài phổ biến niệm bốn chữ và tổ sư có những vị cũng dạy niệm bốn chữ không lẽ các ngài không hiểu bằng chúng ta sao nên hàng Phật tử khắp nên cứ yên tâm đi Cứ ở nhà mình giữ đúng bốn chữ Tu đi đứng nằm ngồi niệm Phật lệ Phật Niệm đi chung bốn chữ Thờ khóa y rang như vậy Đừng thay đổi Còn đi đến chùa niệm sáu chữ Đó là một tập thể Phải tùy thôi Nên chúng ta đi đến chúng ta tu chung giống hệt như vậy Còn ai thích niệm sáu chữ thì niệm sáu chữ thôi Đó Thì phải nhớ rằng Là cả đời những đức rất là biết ơn Dù là những đức ít bao giờ trở về chùa xưa Nhưng khi mình nghe đạo Cái câu Mà tổ sư dạy Khi mê thầy độ ngộ rồi tự độ Mê là mình chưa biết con đường Thầy chỉ con đường Khi hiểu rồi Biết con đường rồi Thì mình đủ duyên Mình cố gắng mình đi con đường này cho tốt Đức Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài cũng dạy Này các con hãy tự đốt đuốc mà đi dù là mình sống chung với nhau Nhưng mỗi người chúng ta Mình phải cố gắng gọi là tự đốt đuốc mà đi đó. Chứ không phải rằng là mình tự như Mình đang ở trong chùa tu gì Tự đốt đuốc mà đi là tự bỏ đi Tầm bậy nương chúng nhờ chúng Nhưng cái ý nói là Mỗi người chúng ta phải cố gắng Ai ăn nấy no ai tu nấy chứng Mình phải cố gắng thôi Và mình phải có cái tâm tư duy biết ơn Mình biết ơn Phật Biết ơn Bồ Tát, biết ơn Tổ Sư Nhưng mà mình biết được Phật Bồ Tát Tổ sư là từ đâu? Từ nơi ông thầy thế gian này nè chỉ mình, mình mới biết. Nên đó, mình biết cung kính Phật A Di Đà. Nếu mình không biết cung kính người thầy ở thế gian thì thua, thua. Nên đó, cái việc mà biết ơn lớn nhất là dạy cho mình pháp tu. Phải nhớ, nhân đức nói bảo đã một trăm dạy cho mình cái pháp tu là biết ơn lớn nhất. Cho mình một ngôi chùa chưa phải là biết ơn lớn nhất. Vì sao? Nếu cho mình một ngôi chùa mà mình không có một cái pháp tu, vậy thì mình giữ một ngôi chùa, mỗi ngày thu gom ngăn phản, đó là càng sâu. Quý vị suy nghĩ kỹ đi. Còn nếu như mình có pháp tu mà mình không có chùa cũng không được. Nếu mình có một phương pháp tu mình tu chân thật, dù quý vị ở đâu quý vị cũng có thể truyền đạo được. Nhưng mà tự nhiên có pháp tu là có chùa Nên tất cả các anh em phải cố gắng Có phương pháp tu và tu được cho chuẩn Nếu các anh em mà không tu được dù có chùa cũng bằng không Cũng không giữ chùa được Mà cũng không thể nào ở trong ngôi chùa đó Mà làm lợi ích cho chúng sanh được Nên những đức nói phương pháp tu vẫn là cao nhất Kế đó là có phương tiện là chùa chiền hoặc chỗ ở là kế thứ hai. Chánh hạnh vẫn là niệm Phật. Có khi chùa cao vật lớn mình không khéo Lại ở trong đó tranh giành hơn thua đấu đá Đây cũng là cái chỗ rất nguy hiểm Và cũng nặng gánh mình bỏ cái chánh hành niệm Phật Vì nhớ nè Không khéo ngôi chùa làm chúng ta bỏ chánh hành niệm Phật Không khéo việc thế gian sẽ làm cho chúng ta bỏ chánh hành niệm Phật Nên quý vị muốn làm được cái việc thế gian Và biểu diễn đẹp mắt Thì quý vị phải lấy chánh hành niệm Phật làm chính chân Phật mà niệm Phật được cho tốt An lạc vui vẻ Như vậy thì quý vị mới làm được những việc Ở thế gian diễn duyên diễn, diễn cảnh Mà chúng sanh cung kính Nếu như quý vị bỏ chánh hành niệm Phật Thì tất cả quý vị làm đều là Ma sự Không phải là Phật sự đâu quý vị Vì sao? Vì quý vị bỏ chánh hành niệm Phật là không cầu giải thoát nữa Đây là lời nói chân thật đó Nên Phổ Hiền Bồ Tát dạy Y giáo tu hành cúng dường đó là cung kính biết ơn Thầy nhưng phải biết được Nhờ ơn người thầy thế gian mà chỉ dạy chúng ta Thí dụ như những đức đi đến đây Cũng nhờ ơn hòa thượng ngày chỉ dạy Ngày cho mình cơ hội Nhưng quý vị phải biết trước biết sau Trước vẫn là đại đức thích giác nhạc Và những đức rất may mắn được nghe pháp hòa thượng tịnh không Nên cái gì cũng phải có trước có sau Nhưng duyên ở đâu thì chăng thật Nhiệt tình ở nơi đó cho tôi Đó là tâm biết ơn Nên quý vị phải nhớ rằng Chúng ta Phật Pháp chúng ta phải nhắc lại Những sự việc để mà chúng ta phải nhắc mình Nên dù cỡ nào đi chăng nữa Những Đức dặn biết ơn Những người mà đã giúp mình Dù mình có lúc phàm phu mình có nói gì đi chăng nữa Nhưng trong tâm cỡ nào đi chăng nữa Cũng không bao giờ hờn giận cái người Mà mình đã từng mang ơn người ta Tại vì sao? Mình trả ơn còn chưa được Không chỉ là đi giận hờ người ta dù người ta có làm gì, có nói mình gì đi chăng nữa Mình cũng không giận Vì sao? Vì mình phải nhớ ơn Đây là lời rất chân thật Hiện tại mình là còn phàm phu Có những khi lúc này lúc khác Nhưng cái tâm cảm ơn này nhất định phải không bỏ Cảm ơn là làm gì? Là tu Cảm ơn là làm gì? Là đem cái pháp lợi ích để mà hoàn truyền Cảm ơn Phật làm gì? Đem pháp môn tịnh độ chỉ dạy người ta tu Đó là cảm ơn Nên Nhiều người mình ở trong chùa Quý vị coi Cuộc sống của mình rất là bình yên như vậy Người ta bây giờ mưa gió bão tố Người ta khổ vô cùng Quý vị hồi tưởng là ngày xưa mình ở ngoài đời Một hai đứa con mình đã lo làm sao Bây giờ mình sanh con mình Cũng không nuôi con mình được Có một hai cô ở đây nè Phải ngồi bình tĩnh suy nghĩ nha Đưa con cho người khác nuôi Mình mới thấy được gặp ngôi tam bảo Mình mỗi ngày bây giờ được phục vụ tam bảo Nhưng mà Trong tâm mình có cung kính cảm ơn hay không nên quay cái tâm lại mà suy nghĩ đi Rồi tất cả các cụ già Tất cả các cô các chú Suy nghĩ đi Nếu chúng ta không gặp Phật Pháp bây giờ chúng ta ngoài đời Với cuộc sống bây giờ như thế nào quý vị Khó khăn lắm quý vị ơi Quý vị coi mưa gió kiểu này Lây quay gần Tết đến Vừa dọn đồ ra buôn bán Thì mưa gió dọn chạy vô Quý vị coi đi ngoài đường Thấy bao nhiêu người quét đường Bao nhiêu người đi bán giấy số đứng ngay chăn chỗ ngã tư đèn đỏ mờ người ta mua từng tấm giấy số để kiếm cuộc sống trời ơi mình mỗi ngày trong đây quá phong phú cuộc sống bình yên còn có thể ngước mặt nhìn đời phục vụ được chúng sanh như vậy mà mình tu giết rồi mình quên mất tiêu đi cái tâm biết ơn và cung kính vậy là mình thất bại của quý vị ơi nên mình nghe như vậy để mỗi một người chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ quý quá nên hàng Phật tử khắp nơi nơi đem máy nghe Pháp tặng người Máy niệm Phật tặng người Quý vị nghe được quý vị phải nhớ cảm ơn Nếu quý vị không nghe được Phật Pháp Như những đứa không nghe được Phật Pháp Thì hôm nay làm sao được như vậy hả quý vị Cả đời chúng ta đừng có nói mà kiêu ngạo ngã mạn Điều là nhờ Phật Bồ Tát giá trị Ơn nghĩa của người Thầy Thế gian chỉ dạy Chúng ta có cái gì mà kiêu ngạo ngã mạn Quý vị Đều là từng cấp từng cấp Mà nhớ ơn Và cố gắng tu hành Để trả ơn Có khi mình ở trong chùa mình tu viết rồi Tự nhiên cái tâm của mình nó hướng cái gì đâu không Cái tu tâm mà biết ơn đền ơn Chân thật niệm Phật dù ở đâu cũng cố gắng niệm Phật Khi làm việc thì nhiệt tình Chỉ em hòa thuận Mình trong đây lớn tuổi Ba mấy bốn mươi mấy tuổi Đúng ra mình có gia đình Bây giờ mình gặp Phật Pháp Mình phải làm sao Ở trong đạo này mình chung tay với ông thầy Để cho nó phát triển Pháp môn Tu hành lên Tại vì nhờ mình gặp được Phật Pháp Mà hôm nay mình mới được vậy Có mấy cô đã có gia đình rồi Chia tay khổ vô cùng Bây giờ gặp được Phật Pháp Bây giờ cảm thấy rằng là Mình sống rất khỏe Mập mạp trắng chẻo Mình ngồi bình tĩnh để suy nghĩ Nếu mình không gặp Phật Pháp Bây giờ mình sao có khi những đức nói mấy cô mà không gặp Phật pháp Coi chừng mấy cô ngoài đời bây giờ ông này ông nọ nữa rồi đó Có chừng phá thai nữa rồi đó Vậy mà bây giờ mình mỗi ngày mình không biết chăn quý Phật Pháp Mình lớn mình phải làm gương làm sao cho các em nhỏ nào học theo Mình chăn thật mình nhiệt tình Rồi lúc nào rảnh thì mình đi niệm Phật Nhưng khi làm thì mình nhiệt tình mình làm việc đi Tại vì mình lớn rồi nên mình dụng công cho mọi lúc mỗi nơi Mình lớn mình trải qua mình khổ quá rồi Bây giờ khi làm mình nhiệt tình làm Mình đừng có phạm cái nội quy của chùa Để mình dẫn dắt các em trẻ đi theo mình vậy thì mình mới là cái người cung kính biết ơn ngôi tam bảo quý vị coi những đức chạy qua chạy là chạy tới chạy luôn nó từ nơi đó mình cứ sắp xếp mãi như vậy nên mình động viên đây là động viên chúng trong chùa còn động viên hàng Phật tử đi đến chùa đi cố gắng niệm phật người ta lo hết cho mình rồi mình cố gắng niệm phật nó cũng như mấy câu chuyện trước những đức kể đó thấy không mong không, không, tịnh độ quý vị thấy không Cứu người chuẩn bị lọt vào hầm phân Tổ nói cứu người chuẩn bị đỏ trong địa ngục Cái ông kia gần chết Đeo máy niệm Phật cho ông kia Ông kia niệm theo đó. Niệm theo Nhớ nghe niệm theo Nhưng mà đeo máy niệm Phật rất có lợi ích Như Đức nó bảo đảm Từ hôm nay những Đức cũng phải Luôn luôn đi đâu cũng đeo máy niệm Phật Khi mà ông khỏe lại Ông kể cho ông này nghe rằng Lúc mà ông gần chết quá cho người ta bu lại luôn mà rõ ràng cái này cũng là nhiều câu chuyện mình đã nghe qua Gần chết rất nhiều người bu lại quan gia trái chủ bu lại Có những người mình hộ niệm khi người ta gần chết Nó nói kia 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 Người thân kia Bà con dòng họ kia Ba kia mẹ kia vô đây Hỏi thầy lăng người đó chết hết rồi. đó quan gia Hiện ra những cái hình ảnh nào mình bị dính mắt Hiện ra Vì bị dính mắt ai ở thế gian này Khi cuối cuộc đời bị hiện ra cảnh đó để kêu quý vị đi theo Nhưng đó là quan gia trái chủ Nên quý vị chỉ cần nhớ ai với Đạo Phật Chăng thật niệm ai với Đạo Phật Nhưng niệm ai với Đạo Phật pháp tâm cảm ơn Cảm ơn không dính mắt Nhớ cảm ơn không dính mắt Dùng trí tuệ để mà hành đạo Chứ không phải dùng tình cảm Mà có tình cảm không dính mắt tình cảm Sống có tình cảm Nếu không có tình cảm là cây khô xác Nên cái tâm học đạo của chúng ta Thiếu đi cái sự cung kính Thiếu đi cái sự cung kích Vì coi trong chùa bị coi bao nhiêu con người đến họ người ta gặp những đức Như ngày xưa những đức ở bên cạnh thầy như vậy. Bao nhiêu con người ở xa đến gặp thầy Mà người ta nói cái sự lợi ích của người ta lớn vô cùng Khi người ta được thầy chỉ dạy niệm Phật Mình thấy cái pháp môn niệm Phật này quá lợi ích Một người bình thường mà có thể Niệm Phật 10 năm như vậy Mà hướng dẫn bao nhiêu con người Ở thế gian hiện tại người ta hết khổ Mà người ta có một cái pháp tu. Ở ờ, quý vị có ngày Chủ Nhật đông, ngày lễ đông như vậy đó Từ con nít, từ người già, từ người trẻ Quá trời luôn Nếu như những đức không niệm Phật Làm sao những đức làm được những việc này quý vị Ờ đừng nói mà làm những việc đó Những đức mà không niệm Phật, không biết tu Cha mẹ ruột với những đức chưa chắc những đức nuôi Chứ đừng có nói mà nuôi cha mẹ người ta nhiều gì Nên quý vị khỏi cần nói thất vọng thất gì chứ Người ta đi tu mớt đây thôi Mà người ta đã lo cho bao nhiêu người già như vậy rồi thì quý vị thấy Phật Pháp là tuyệt vời đúng không Mà nhờ Phật Pháp mới phát tâm như vậy Trong khi con người này ngày xưa hư hỏng Như vậy thì quý vị nói rằng Thất vọng cái gì nữa Có khi bây giờ biết niệm Phật rồi Cứ chọn Pháp này Pháp kia tu Tu sao để mau có công phu này kia được Đúng là không lẽ mình Nói cái gì đến những con người này Một bước thang đầu chưa bước được Vậy mà muốn bước những bước thang cao nếu không gặp Phật Pháp Là một con người không ra gì Vậy mà gặp Phật Pháp rồi không cố gắng chân thật Mà tiếp nhận giáo dục Để sửa đổi mình và lo tu Cứ lão thật niệm Phật đi Vậy thì được rồi Bây giờ bắt đầu là niệm Phật muốn công phu Không biết công phu là cái gì muốn công phu Đúng là nó tào lao vô cùng luôn Bình yên nó nó không đủ phước Nó hưởng cái bình yên Nó chạy đi tìm cái khổ đau mình cứ nhắc hoài là Cứ coi lại cái ngày xưa chưa đi tu khổ sao Có chồng khổ sao Rồi con mình nuôi được không Mình bây giờ được trong con tâm bảo phục vụ bao nhiêu người Có khi cầm đồ đã cầm tặng cho người ta quá trời Ngày xưa mình có tặng cho người ta không Mà có gì mà tặng Có cũng không tặng luôn nữa Nên từ nào đó Mình phải quay lại nhắc mình đi quý vị à có khi bản thân của mình được Mà mình lại không biết ơn ấy. ừ. Nó không có cái đầu kéo Nó không có một cái đầu nhắc nhở Nó không có một chương trình lập ra Làm sao mình có cơ hội được Ngày xưa mình ngoài đời Lấy một ông chồng khổ te tu Nó quýnh te tu Vậy mà phải sống với nó Ở với nó phải đi phá thai rồi này kia Bây giờ mình đúng là mình phải cảm ơn Phật Bồ Tát Chưa Tổ Sư Và phải cảm ơn người Thầy Thế gian chỉ dạy nên mấy cái đứa mà nó đơ 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 mình nói nó không nghe mình nói cho tụi bay cho biết khổ dễ biết tại vì sao vì nó chưa có nếm mùi khổ đau nó chưa hiểu thật sự mà nói nếm cái gì nó có nếm nó khổ không biết nữa nó vẫn là kẻ mù mờ từ khi mình có niệm phật mình tu mình mới biết được nhân sinh khổ nội mà nhìn bão tố mưa gió năm nay bao nhiêu là kiếp nạn xảy ra dịch bệnh rồi bão rồi mưa gió ngày nào cũng mưa như vậy cuộc sống con người khổ cỡ nào quý vị buôn bán ruộng đồng cũng khó khăn kinh doanh nó đã bị ảnh hưởng đã ảnh hưởng hết rồi quý vị à? nhân sinh là khổ đó. mình mỗi ngày cơm ăn áo bằng cuộc sống đầy đủ mà lo thứ gì đâu không à lo nào là bây giờ phải niệm phật công phu đạt thì sao ngồi im im thì sao trời trời đúng là nó không hiểu một cái thứ gì cả Vậy đó bởi vì làm sao mà tu hành được Chưa làm được cái khởi đầu Mà muốn hướng đến kết cục Thiệt tình là tội nghiệp Mỗi ngày cuộc sống bình yên thì đơ 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 đơ, Ngồi nó buồn biết nó buồn cái gì Nó buồn chắc nghe chưa được khổ nữa hay sao mà Thấy không? Nên tất cả chúng ta phải nhớ là Gặp Pháp môn niệm Phật này phải chăng quý Hàng Phật tử khắp nơi nơi Những Đức nói cho vị nghe chứ Chúng trong chùa mình rất là đông người Những Đức cứ phiên hoài như vậy đó. Người nào họ không tiếp nhận Những Đức không có cần suy nghĩ đến Bước qua rồi là người đó đi qua Vậy thôi Phật đã dạy Đủ duyên thì giúp hết duyên thì buông Vậy thôi à Nên bản thân của chúng ta nên nhiệt tình đến với cõi đời này Quý vị chỉ cần như vậy là niệm có vật hiệu có kết quả liền không nói chứ Chỉ cần như vậy là niệm có vật hiệu có kết quả Và cảm giác được pháp môn tịnh độ này quá thù thắng Quá thù thắng Một con người niệm có vật hiệu này giết rồi Lòng tham sân si giảm tối đa Mà tham sân si đã giảm rồi Thì sự an lạc, niềm vui sẽ phát triển chứ làm sao Sự an lạc, niềm vui sẽ phát triển chứ làm sao vị? Cứ chân thật mà niệm Phật và cảm ơn Rằng cuộc đời mình bây giờ sống có ý nghĩa đi làm được những việc có ý nghĩa đi Phải ngồi bình tĩnh suy nghĩ Như vậy thì chắc chắn mình sẽ muốn làm gương cho tốt Còn nếu không ai làm gương chứ Thì mình một người mình cũng phải cố gắng nữa Tại vì ai ăn nấy no ai tu nấy trứng mình cố gắng thôi Có khi trong chùa mấy vị biết rằng Có khi đi làm một cái răng thôi Thầy ơi cái răng này làm tới 1 triệu rưỡi đó thầy ơi Chám cái răng này chịu rưỡi đó thầy ơi À chám đi Quý vị nói như ngoài đời mà có vợ có chồng mà đi làm một cái răng Quý vị nói Nói bạc chịu nói đơn giản lắm mà. Nhiều người trong đây đó họ vẫn biết cái điều đó đó Nhưng họ vẫn sống những ngày sống bình yên Họ vẫn không biết trân quý ừ. Đây không phải là mình kể Kể làm gì Đây là nhắc lên cái tâm cảm ơn đó. Nhắc lên để cái chúng ta biết cảm ơn Phải nhắc nên tất cả của cải vật chất cuộc sống chúng ta có được đều là công ơn công sức của bao nhiêu chúng sanh người ta khổ. Người ta cúng vô chùa người ta cũng ghi một tấm cầu an, người ta một ghi một tấm cầu siêu chứ. Nên mình phải làm lợi ích cho mọi người thì phục vụ đại chúng, phục vụ chúng sanh là đúng rồi. Nhưng mà mình phải nhắc người ta để người ta cảm ơn đó quý vị ạ. À? Ừ. Chứ không để người ta đùa đại tùy tiện. Nên ở trong chùa này những đức cuộc sống những đức cứ nhắc ăn uống nhưng mà đừng nên bê tha tùy tiện. Những cái không cần ăn là mình không muốn ăn Thì đừng dồn nén ép vào làm chi Cái người mà biết như vậy đó Cái người này mới dụng phước cho người khác được Còn nếu không thì tha hồ nó muốn Mua cái gì nó mua Nó không biết được người ta cực khổ gì Chính họ đi làm ra tiền cực mà Bây giờ họ còn quên đi mà Những đứa không quên Cuộc đời những đứa đã đi làm cực khổ kiếm tiền đối với vị Cực vô cùng Bây giờ những đứa nhìn đồng tiền những đứa thấy Đồng tiền này mình không dám dùng cho cá nhân mình có phước giải rộng cho nhiều người dùng Có phước giải rộng cho nhiều người dùng Nhưng mà mình phải giải rộng làm sao Hiểu biết Từ nơi đó thì chúng trong chùa mới có phước Chùa mình phong phú như vậy Hai bên đông như vậy mà cuộc sống ổn định là vì sao Vì quý vị, vị biết Dùng phước và tu phước Nó mới có Quý vị coi nhiều nơi có một hai người mà gạo không có nấu đó Vì sao họ không làm lợi ích cho chúng sanh Vậy thì làm sao mà họ có cuộc sống ổn định ở đây là quý vị có cái cơ duyên làm việc lợi ích cho chúng sanh đó nên khắp nơi nơi bị nghe những công đoạn này pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm pháp môn tịnh độ này là cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh thờ thế nhiều kiếp nạn hãy đổi lại cái tâm hung ác buồn phiền mà đổi lại đi quý vị đổi qua câu ai với là phật đi đổi qua thành cái tâm khoan dung tha thứ đi vị cái tâm ích kỷ nhỏ mọn cái tâm không biết ơn đó nên xảy ra nhiều kiếp nạn này nên đổi lại cái tâm cung kính biết ơn đi phải nhớ rằng kiếp nạn khổ đau là do tâm ác mà ra bây giờ chỉ cần nhiều người tu chuyển lại cái tâm thiện thì kiếp nạn sẽ quá giải nên nhà nhà cố gắng niệm phật sáng tối dụng công ổn định đi đâu cũng đeo máy niệm phật cả ngày bấm số niệm phật cứ như vậy đi quý vị chắc chắn là có lợi ích này những đức à đi qua đây trên đường cái chú ông thường cầm điện thoại trong chùa ông kể những đứa nghe câu chuyện hôm qua gặp một chú phật tử này chú thì cũng thường đến chùa mình cộng tu ngày chủ nhật chú kể cho nha, cho một cái chú trong chùa này nghe nói rằng kế nhà của chú có một cái ông này ông bị bệnh ung thư mà bác sĩ là trả về phiên gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho cái cái chú bị ung thư này đi à thì cái chú này gần nhà không biết niệm phật không biết chùa mình thường đeo máy niệm phật cái máy nhỏ xíu quý vị thì ông qua ông thấy tình cảnh của chú này sắp chết vậy đó. Ông mới tặng cho chú này cái máy niệm vắt nhỏ. Ông bật cái điều hồi niệm lên quý vị. Đeo vô cho chú này. Và ông phiên cái chú này nên niệm theo. Có Phật hiểu đi. Có nghĩa là mỗi một con người người ta cái phước duyên nó đến bắt chợt Phước duyên đến bắt chợt. Lúc đó tự nhiên chú tiếp nhận Chú chịu niệm Phật theo Đeo cái máy niệm Phật Thì vài ngày sau Cái chú mà thẳng cái máy niệm Phật này nè biết vị Chú qua lại nhà Chú coi coi chú này sao Thì qua thấy chú này cũng ngồi không ăn cơm được Khỏe lại thì cái chú mà thằng cái máy niệm Phật Chú hỏi Ủa Chú nay thấy khỏe tốt như vậy Đặc biệt gì thì cái ông mà được tặng cái máy niệm phật ông nói gì ông nói cái bữa mà ông yếu gần chết đó thì ông thấy là xung quanh ông nhiều người lắm mà nhiều người rất là lạ 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 không có nhiều người hung dữ lắm thì nhờ tặng cho cái máy niệm phật đeo vào cổ và lúc đâu phiên ông niệm phật thì ông niệm theo tự nhiên khi mà ông niệm phật và cái máy niệm phật nó phát âm ông niệm theo thì tất cả những người đó tự nhiên giang 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 gian ra Và mất tiêu hết chưa Thì tự nhiên tâm trí ông nó sáng lên và ông niệm coi Theo cô Phật hiệu Thì ông cứ niệm như vậy Và bữa nay sức khỏe ông rất là tốt Thì bữa nay ông cứ cầm cái máy niệm Phật Và quý vô cùng ông cứ Cứ niệm theo cô Phật hiệu Đó chính là cái chú mà trong chùa Chú Kiệt ông kể những đứa nghe là khi hôm qua ông gặp cái chú này chú này ông kể cho chú kiệt nghe câu chuyện gì thì vị biết rằng là đeo máy niệm phật vô cùng là quan trọng y ra như là ấn tổ dạy người niệm phật khi bệnh tình cấp bách hay gặp sự cố gì tiếp tục quyết tâm quyết chí niệm phật nếu như thọ mạng còn thì nhờ công đức niệm phật tiêu nghiệp hết bệnh còn nếu như thọ mạng hết thì nhờ tính nguyện niệm phật mà được giảng sanh phải tin đó quý vị phải nhớ có một cái cháu nhỏ này những đứa cũng kể mấy lần cháu tính ra cũng gần 3 tuổi mà lùng xỉn cái đầu bự mẹ nói rằng là cháu không biết nói chuyện thì ngay cái ngày cộng tu chủ nhật cái ngày lễ gì cách nay cũng cả tháng thì gia đình ẩm cháu đến đây xong rồi ẩm cháu đến gần những đức đây là câu chuyện mà chính những đức thấy rõ ràng những đức thấy cháu cái đầu bự mà người lùng xỉn. thì cha mẹ mới nói sự tình của cháu thì những đức kêu mấy cô đem cho những đức cái máy niệm phật nhỏ cũng cái máy niệm phật nhỏ đeo cổ đó. đó. Thì những đức bật lên đúng cái điều hộ niệm Tại những đức thấy cái điều hộ niệm mà Ở đây mình cũng thường nghe Những đức cũng để trong phòng Và tất cả phòng các cụ đều để cái điều hộ niệm Dễ nghe, dễ niệm theo Thì Những đức lấy cái máy niệm Phật ra, Bật đúng cái điều hộ niệm những đức đeo cho cháu Những đức nói với cháu Nè con Những đức tặng cho con chiếc máy niệm Phật nè Con niệm theo nghe không Nghĩa là nó không biết nói nhưng nó nghe được cái việc Thì ý biết rằng là Đeo cái máy niệm Phật cho nó Thì bữa sau lại gia đình đưa cháu về nhà Thì khoảng hai tuần sau cái gì Rồi đưa cháu lên chùa mình lập Mẹ mừng vô cùng Người mẹ nói là Từ khi được tặng cái máy niệm Phật nhỏ Cháu có ôm cái máy niệm Phật Cháu thích lắm Mỗi lần mà hết pin là Phải sạc liền cho cháu mới được Thì cháu lại chịu niệm Phật Niệm theo có nghĩa là cái tiếng niệm Phật chúng nó niệm Cháu niệm theo Thì quý vị biết rằng là Cháu bữa nay nói chuyện lanh vô cùng luôn Mà rõ ràng là gia đình ẩm lên thấy Cháu nói chuyện lanh quá trời Rõ ràng Có nghĩa là Mình là người niệm Phật Mình gặp những chỗ này mình phải tin 100% mấy vị Bởi vì trong kinh Phật dạy Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa Vì sao mình niệm Phật mà Nó không có chuyển được quý vị là do gì cái tâm mình nó bích lắc nó không mở cái tâm ra để niệm phật quý vị có những người người ta vậy người ta cũng không biết làm sao là mở tâm nhưng mà người ta nghe có vật hiệu người ta thích người ta vui người ta niệm theo nhớ thích vui và niệm theo họ cũng không biết cái lúc đó là niệm phật đi hết bệnh gì nữa. họ cái chân thật họ niệm theo có vật hiệu thì bây giờ tất cả những người bệnh mà quý vị niệm phật cũng vậy Quý vị cũng không có phải là mình niệm Phật mà mình cầu sinh hết bệnh gì. Nếu như quý vị là người biết niệm Phật cầu sinh cực lạc thì chỉ đúng một ý niệm là tha thiết niệm Phật. Bất cứ thọ mạng con đến lúc nào là con nguyện cầu sinh cực lạc thôi. Giống như có một cái cô đó con hỏi nhưng đức con nói thầy ơi, con mỗi ngày con niệm Phật, con niệm xuống một câu cái là con phát nguyện Phật A Di Đà ơi, Phật đến Phật tiếp dẫn con về thế giới cực lạc đi Phật con lại xuống một lại thì tiếp tục con nói một câu gì nữa được không thầy nhưng đức nói khỏi có nghĩa là cô chỉ cần cô có một cái nguyện là cô niệm phật cầu sanh cực lạc rồi bắt đầu cô tha thiết đi đứng nằm ngồi cô cứ niệm cô Phật hiểu tới cùng cô cứ niệm đi tất cả những cái gì cô muốn Phật A Di Đà ngày biết hết cô khỏi cần phải nói dòng do chi mất công có nghĩa là cái công đức niệm phật này là do ngay cái chỗ thành tâm nhất ý có vật hiệu này niệm mà phải có lòng tin kiên cố tức khắc niệm là có kết quả liền thí dụ như có một hai người vô chùa mình bị bệnh ung thư rồi đó quý vị coi quý vị tu một thời gian là chuyển liền vậy mà quý vị tu lâu chưa chắc á tại vì sao vì cái tâm ban đầu của quý vị có khi bị không giữ được nó chết một cái là ngay cái tâm ban đầu không giữ được nên người xưa mới nhắc mình là giữ tâm như thở ban đầu một đời dư thành phật có những người người ta nghe những đức nói chuyện ở xa thôi Mà người ta lợi ích lớn vô cùng Tại sao những người ở gần không có lợi ích Họ nghĩ rằng là cái câu nói này mỗi ngày những Đức nói hoài Họ không trân quý Nếu như họ ngồi mà tư duy suy nghĩ Ngày xưa khi họ mới biết những Đức Họ nghe những Đức họ trân quý lắm Cái tâm lúc đó nó hừng hực vậy đó Sau này họ nghĩ rằng họ biết à. Tất cả những cái nói này ông thầy ông nói hoài Nó quen à có nghĩa là mình nghe hoài Thôi nghe lơ lơ nghe cho qua đại đi Thì không thể nào thành công được đó quý vị à Dục tóc bất đạt Người gấp gáp không thể nào thành công được Sống núi này trong núi nọ cũng không thể nào thành công được Tối ngày cứ đi trong ngóng, Làm sao thành công được Tâm an định thì không có chuyện trong ngóng tâm an định là chủ được một nơi sống những ngày tháng cảm thấy biết ơn cái nơi của mình được ở vậy thì quý vị, vị sống nhất định sẽ có kết quả đời hay đạo gì cũng vậy nếu như sống với người chồng mà nhìn người đàn ông khác vậy thì làm sao quý vị, vị hạnh phúc nằm bên cạnh chồng mà nghĩ người đàn ông khác làm sao hạnh phúc một người phụ nữ Hiền hòa Hòa thuận với mọi người Tâm lượng rộng lớn Thì người phụ nữ này ai mà không thích quý vị Mà phần nhiều thì phụ nữ Bị cái tâm hẹp hòi ích kỷ chiếm hữu Thường ganh tị hơn thua đấu đá Một người phụ nữ như vậy thì Người có góc độ nhìn ít ai tiếp nhận được lắm chỉ là đủ duyên cùng làm việc chung Thì tùy duyên thôi Chứ một người phụ nữ muốn ăn khách Cao độ nhất là ngay chỗ nào Tâm lượng phải rộng Người phải khoan dung Thì người phụ nữ này Mới là một người phụ nữ được trọng dụng Đến chỗ đỉnh cao Khó vô cùng Rất khó tìm ra được một người như vậy Và tu đạo quý vị cũng rất khó tìm ra một người có góc độ về mặt trái mặt phải rất rõ ràng có những người rất siêng năng rất giỏi nhưng họ lại là người nói chuyện không khéo họ rất siêng năng rất là giỏi làm việc gì, gì là làm vô cùng là tích cực nhưng họ lại nói chuyện không khéo cái nói chuyện không khéo của họ nó đã phá đi phân nửa cái tố chất của họ Tại vì lời nói là chỗ thu nhiếp cao độ nhất Mà họ lại là nói chuyện không khéo Khi nói chuyện không khéo Thì dù họ có giỏi Nhưng ít ai chịu thân cận với họ Lời nói của họ nói lên Là tự nhiên người ta nghe nó không có duyên gì cả Ngộ như vậy Mà chính họ thì vô cùng là giỏi Mà không phát ra được cái duyên người mà không phát ra được cái duyên làm sao tu được phước quý vị nên mới nói là duyên phước mà người không phát ra được phước thì làm sao sanh trí tuệ nên gọi là phước huệ từ duyên rồi phước rồi sanh trí tuệ chỗ ban đầu người ta tiếp nhận mình là duyên nhờ cái duyên đó mà mình tu được phước nhờ có phước mà sanh trí tuệ nên những đức sống trong chúng rất đông người những đức thấy vì vị rất khó tìm ra một người chung 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 thôi chứ đừng nói chi là cao quá chung chung trong tất cả việc chung 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 hết luôn khó tìm chứ đừng nói chi mà vượt trội khó tìm lắm nó có những cô thì rất là nói chuyện khéo nhưng lại không có được cái sự khả năng làm việc có những cô thì làm việc rất giỏi nhưng lại nói chuyện không có duyên không thu nhiếp được những người bên cạnh của mình nên từ nơi đó mà cái cuộc sống ở đời này cũng như bàn tay có ngón dài ngón ngắn quý vị bất cứ mọi người chúng ta nó không có tròn vẹn nếu nó đi được cái lập trình mà trung đạo thì cũng đặc biệt lắm mà, nên chúng ta cũng không đòi hỏi quá cao với cái cõi đời này nếu như quý vị muốn chúng ta có một cái khả năng đặc sắc triệt để thì chỉ có ở thế giới cực lạc. Vì sao người ở thế giới cực lạc cái năng lực của họ đặc biệt như vậy quý vị? Vì đối với danh lợi họ không bị buộc ràng. Đối với tài sắc họ không bị buộc ràng. Tài sắc danh lợi không buộc ràng được họ thì họ là người vô cùng tự tại. Tự tại phát sinh ra được tự tánh. Tự tánh hiển lộ vô cùng là viên mãn mỗi một người về thế giới cực lạc thì tự tánh hiển lộ vô cùng viên mãn nên con người năng lực thần thông diệu dụng của họ vô cùng là cao chúng ta ở đây là bị che đậy là quý vị bị che bị che từ ngay chỗ nào tài sắc danh lợi chúng ta bị che được thương thì vô cùng mừng bị chê thì vô cùng bực bội chúng ta bị ngoại cảnh tác động nên chúng ta không phát sinh được trí tuệ có những người tu càng lâu thì càng ngu si, vì sao? Vì họ bị phiền não buộc ràng, làm sao mà phát sinh trí tuệ được? Tất cả những cái nghĩ cái làm càng ngày càng sai lầm, thì làm sao sinh được trí tuệ được quý vị? Nên chỗ này là chỗ mình nên nhìn lại mình, mình bị phiền não buộc ràng, mỗi ngày sống trong phiền não, mà người sống trong phiền não thì làm sao phát sinh trí tuệ? Con người phải sống trong quan hỷ. Và thường có pháp vị phát triển Vậy thì con người này mới phát sinh được chí tề Nên Đại Lão và Tượng Tịnh Không Ngài nói rằng Có rất nhiều người càng tu thì càng ngu si Chúng ta nhìn thấy cũng rất rõ ràng Có khi tu càng lâu Lại càng ngu si Họ cứ thường thường là chết Tại sao họ không được trọng dụng Nhưng họ quên đi Họ là người sống trong phiền não Nếu một người thường sống trong phiền não thì con người này khó thể nào Làm được tất cả những việc Và cuộc sống ở đời này Mình cần phải làm lắm quý vị à? Mà nếu như chúng ta là người thường sống trong phiền não Thì quý vị đi tu Quý vị cũng không thể nào giúp được gia đình của mình Tại vì gia đình của mình nhìn mình Ai mà phát tâm tu Vì quý vị sống trong phiền não Ai mà tin Phật Pháp Nó là lợi ích quý vị Phật Pháp là lợi ích Vì sao quý vị mỗi ngày sống trong phiền não Nên Mình phải nhận thức được Phật Pháp Phật Pháp có cái hay lắm quý vị Nên vị cư sĩ này Ông nhận thức được Ấn Tổ Là một bậc cao tăng Bởi Ngài nói những lời Rất thông thường Nhưng càng suy ngẫm Càng thấy đúng Với hiện cảnh và sau đó Điều có ứng nghiệm Những lời đơn giản Nhưng nó lại xác thực đơn giản xác thực nhưng ứng nghiệm từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta tu hành thì phải nhớ mình tu hành mà mỗi ngày mình sống rất là nặng nề là không đúng rồi trong cái cảnh duyên được mất trong cái cảnh duyên vui buồn quý vị đều phải tu trong cảnh duyên đó đó nếu muốn nâng công phu lên thì tu trong cảnh duyên đó đó thật sự mà nói nếu quý vị khi thông tâm rồi một câu vật hiểu bị niệm lên thì bằng trăm câu ngàn câu một câu bằng trăm câu ngàn câu còn quý vị đang bị bế tắc nặng nề trong nội tâm thì dù quý vị có niệm phật nhiều đi chăng nữa mà tâm này bích lấp lại làm sao quý vị niệm ra được thánh giác một con người mà có thể mình sống trong nhân duyên trước mặt mình về tính tình người này tính tình người kia tính tình người nọ mỗi một tính tình khác nhau bất thường và mình cũng nhìn thấy có một số người khi mình cùng sống với họ họ cũng không có tâm gì giải thoát cả họ sống là chuyển hoàn cảnh để sống mình vẫn sống được như vậy mà không sanh phiền não vẫn sống được như vậy mà không sanh phiền não mà con đường tu giải thoát của mình thì mình vẫn phát triển giữ bình thường không bị ảnh hưởng gì Càng nhìn về mặt trái chừng nào Thì càng phát tâm giải thoát mạnh chừng này Vì sao Nếu như mình không về thế giới cực lạc Thì mình có khác gì họ Tiếp tục cũng là như vậy Nên có những người tu họ tránh xa mặt trái Thua Nếu mình không nhìn sâu sắc được mặt trái Làm sao mình quay lại nhìn mình được Nên tại sao họ tu ở trong chùa lâu Mà họ không phát diễn được cái tâm họ Vì họ mỗi ngày họ chỉ biết nhìn vào cái số lượng người cùng ngồi chung với nhau họ chỉ nhìn được một số điều mà một số người đó không phải rồi họ sanh cái tâm bích lấp mà họ không chịu tư duy tư duy từ người đó và quay lại tư duy chính mình mình có cái hành động như vậy hay không như vậy thì mặt trái bị học phát triển ra được mặt phải nên hồi tối những đức nói chuyện với mấy cô những đức nói rằng con người tu học phải lấy từ ngay chỗ khuyến khuyết của mình mà phát triển ưu điểm của mình nhớ lấy chỗ khuyết điểm mà tu ra ưu điểm mỗi một người chúng ta thí dụ như những đức mỏ nhọn những đức ngày xưa những đức đã biết mình khổ với cái mỏ nhọn này cười cũng không dám cười vì nghĩ rằng miệng rộng mỏ nhọn thì những đức sau này học phật những đức thường nói cái mỏ nhọn cứ nói cái mỏ nhọn đó là những đức bị cái khuyết điểm này buộc ràng nên những đức đánh ngay cái mỏ nhọn này vì ngày xưa chính cái mỏ nhọn này đã buộc ràng những đức làm những đức nặng nề bây giờ những đức phát diễn ra cái mỏ nhọn cũng như những đức biết một danh hài ông cái miệng rất là nhọn mà ông lại là một danh hài đặc sắc vô cùng nhưng ông là danh hài ông dùng cái mỏ nhọn này để nói chuyện tiếu mà ông lấy tiền nên khi ông lấy tiền đủ với cái phước trong mạng ông thì sau này ông mập lên mỏ ông đỡ nhọn lại thì ông nói chuyện không còn có duyên nữa nhưng nếu quý vị là người biết tu quý vị có một hình thức gì xấu có một cái tâm gì xấu nhưng quý vị lại dám đem cái thứ này ra trước mọi người vậy thì quý vị tu từ cái khuyết điểm ra được ưu điểm nếu quý vị biết cách tu thì tuyệt lắm thí dụ như mình thường sân hận mình thường vô duyên thì mình nói tôi thấy tôi nó vô duyên lắm có người tôi nói chuyện cọc cằn như búa bữa vậy. nó vô duyên dữ lắm nên khi tôi nói với bị đừng có trách tôi mở miệng ra là vô duyên à người ta mở miệng ra là ai cũng vui còn tôi mở miệng ra là vô duyên lắm mới vị à mình lấy từ cái khuyết điểm này của mình mà đem ra để nói vậy thì quý vị phát triển được ưu điểm người ta không cười với vị mà người ta lại quay lại là người ta lại cảm thấy quý vị là người rất là gan dạ dám nói khuyết điểm của mình từ ngay chỗ đó mà người ta cũng có thể dám nói khuyết điểm của người ta nên từ khuyết điểm tu ra được ưu điểm nếu như quý vị không ở trong công chúng làm sao có những giây phút soi sáng được tâm mình phải nhớ nên á vị cư sĩ này đã nhận thức được ấn tổ là một người nói chuyện bình thường Nhưng những lời bình thường lại giúp được rất nhiều người Hướng đến chỗ phi thường quý vị Nên Phật Pháp Đừng có nói những điều quá phi thường Đừng có nói về cảnh giới mà người ta không thấy Mà nhiều người phàm phu chúng ta bây giờ thích chạy theo những cái gì Mà nghe ai nói mà chính mình không biết lắm Thí dụ như bây giờ Nói sợ ma Chúng ta hỏi họ có từng thấy ma chưa? Chưa Vậy tại sao sợ ma? Sức tưởng tượng mà sợ đúng không? Nghĩ rằng ma Mặt mày trắng phệt Bằng bộ đồ trắng Tóc xỏ ra Hai bên Cái vành miệng có một nanh Máu chảy hai bên này Cặp mắt lòi ra Sức tưởng tượng thôi tự nhiên sợ Lấy từ chỗ tưởng tượng mà sợ ma Trong khi chưa từng thấy ma Con người chúng ta Nếu có thể tư duy nhận thức Thì chúng ta đang ngồi cùng với mười mấy hai chục người Nếu chúng ta tư duy chúng ta quan sát Nếu như chúng ta cùng là những người là ma đang ngồi đây Điều là ma không Vậy thì tại sao chúng ta không sợ nhau Vì sao vì chúng ta thấy Chúng ta thấy người này cặp mắt cũng như mình, lỗ mũi cũng như mình, tóc cũng như mình, thân thể như mình thì chúng ta không sợ. Như vậy ma là cái gì? Ma cũng là con người. Mà chúng ta không thấy tại sao chúng ta sợ? Vì sức tưởng tượng của chúng ta nghĩ ma là đáng sợ, quỷ là đáng sợ. Từ sức tưởng tượng của nội tâm mà làm chúng ta sợ cảnh giới của ma quỷ. Chứ thật sự thì chúng ta cũng là ma quỷ, ma quỷ cũng là chúng ta chứ có gì đâu mà sợ nên ngồi chung với nhau quý vị coi có khi chúng ta ăn nếu chúng ta tư duy chúng ta thấy mình cũng như ma quỷ đói có khi ăn cũng vô cùng là háo hức có khi tham cũng vô cùng là tham lam thì chúng ta và ma quỷ có khác gì đâu quý vị vì trong lục đảo lương hồi này ma quỷ cùng với chúng ta là đang ở trong một căn nhà có sáu tầng Mỗi một vị trí đang ở tầng nào Thí dụ như bây giờ Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ba tầng dưới thấp nhất Người Atula và chợ Cõi chờ là tầng thứ sáu Như vậy thì Chúng ta Cũng đang sống Chung Một căn nhà Sáu tầng nên rất tưởng tượng lại cảm thấy sợ ma quỷ, chứ thật sự không có gì phải sợ. Nên có những người người ta nghĩ rằng người này giảng pháp, nói những điều cao siêu về ma quỷ thì người ta lại ao ạt chạy theo. Đây là những lời nói mà nó cảm thấy rằng là mù mờ lắm trong Phật pháp không nói như vậy. Nên Phật mới cấm về cái việc phát triển về thần thông. Phật phát triển về nền giáo dục Phật không cho đệ tử thì hiện thần thông Đệ tử của Đức Phật chỉ có đúng tôn giả một hiền liên Là vì nhân viên phát nguyện Mà ông có thể thể, thể hiện thần thông để độ ngoại đạo Còn tất cả đệ tử khác Đức Phật không cho thể hiện thần thông Đều là lấy giáo dục để giáo hóa quần sanh làm chính Nói những lời đơn giản bình dị dù là tu lâu cỡ nào cũng nói những lời đơn giản bình dị còn nếu thường nói về thần thông ma quỷ hoặc là nói về cảnh giới quỷ ma nhập xác thì nhất định khi cuối cuộc đời quý vị cảnh giới quỷ đạo sẽ đến tìm quý vị vì sao vì tướng do tâm sanh tâm mỗi ngày nghĩ những điều đó thì tức khắc những phần đó sẽ nhập vào quý vị, vị phải nhớ nên chúng ta là người tu hành phải nói đơn giản và phải tin định lực nhân quả mình gieo nhân gì gặt quả bao này như vậy thì tin vào định lực nhân quả chúng ta cũng tin niệm phật là nhân thành phật là quả vậy mới được những đức đã từng thấy có những người nào quy y cho hương linh đủ diện nhưng mà về cái việc này của họ nó có tác dụng phụ gì sao nhưng cái việc phát tiến thì cách này rất mau vì chúng sanh bây giờ thích chạy theo hình thức thích chạy theo những gì cao siêu thấy người này quy cho ma cho quỷ thì tưởng đó người này là bậc cao tái ắng Nên chạy theo Thật sự về sau những người này có tác dụng phụ rất lớn Khi phước người này si đi Những điều người này làm Nó có dụng ý về danh lợi Tức khắc phước si đi Phước si thì ma quỷ sẽ đến tìm họ Vì mỗi ngày tâm của họ là chiêu cảm ma quỷ Còn chúng ta là phàm phu Là biết mình là phàm phu đi Cứ nói những lời đơn giản Nương vào lời Phật lời tổ để tu học như vậy thì đúng rồi cảnh giới tu các quý vị đơn giản trong cuộc sống hàng ngày nhưng có nhiều niềm vui tâm bình khí hòa như vậy thì đúng rồi hàng vật tử khắp nơi nơi nhớ đừng bao giờ nói về chuyện ma quỷ cũng đừng bao giờ coi về chuyện nhập xác đừng bao giờ đi ngang bàn hương linh mà chúng ta nói người này đẹp quá mà chết sớm ổn quá hoặc là trẻ này trẻ con dễ thương đẹp như vậy mà chết ổn quá hoặc cô gái này đẹp như vậy mà chết uổng quá Chàng trai này đẹp như vậy mà chết uổng quá Hoặc là đi trong đường vắng mà chúng ta lại ca nghiêu ngao Đừng nên như vậy Bạn linh đồ chúng ta đi ngang Đừng bao giờ nói chỉ vào người ta nói tầm bậy Hoặc là đám ma Một hình cô gái này trẻ đám ma đi ngang Chúng ta nói cô gái trẻ như vậy mà chết Thiệt là uổng hoặc là ngồi trong công viên mà ngồi kể chuyện về ma những chàng trai đẹp như vậy như vậy coi chừng ma nhập quý vị đó nhớ từ nơi đó mà chúng ta là người nên nói đơn giản nhất đừng bao giờ những cảnh giới đó mà quý vị lao theo mà học quý vị nhất định sẽ có tác dụng phụ lớn nhớ đó à, khi đọc sách của ấn tổ mình mới thấy được là có nhiều vị cư sĩ rất là giỏi như thầy của đại lão hòa thượng tịnh không thầy lý vĩnh nam cũng là một vị cư sĩ đệ tử của an tổ một vị cư sĩ mà nhiều người xuất gia cũng không so sánh bằng giỏi quá Từ nơi đó mà Nhiều vị cư sĩ đừng bao giờ nghĩ rằng là Mình kém cỏi không bằng người xuất gia Nếu như quý vị mà chân thật lo tu Hành trì theo lời Phật dạy Chí thành Và đối với vật chất Danh tiếng Quý vị không nặng nề thì quý vị cũng là người có thể hoàn truyền Phật Pháp Phi người tu hành niệm Phật Chắc chắn Nên những đức đọc nguyên văn với quý vị nghe Cư sĩ cao hạt niên Có lờ tự thực Sợ dĩ ông biết án quan đại sư Là bậc cao tăng Bởi Ngài nói những lời rất thông thường nhưng càng suy si ngẫm Càng thấy đúng với hiện cảnh Và sau đó đều có ứng nghiệp Vị cư sĩ này Tán tháng ấn tổ Sở dĩ ông biết được ấn tổ là bậc cao tăng Vì ông nghe ấn tổ nói những lời nói Rất bình thường đơn giản dễ hiểu và khuyên người tu thì cũng rất đơn giản. quý vị nghe tới đoạn này vì để ý nha. Người mà hướng đến danh lợi thì họ nói những cái rất cao siêu quý vị, à? quý vị để ý đi. Và nhiều người nghe quý vị thấy dối của tớ và chính mình nhận thức rằng người này quá cao và nhiều người tôn sùng. Nhưng cái việc mà chính họ khuyên và dạy thì ít có ai được lợi ích. Còn án tổ thì lời dạy của ngài rất bình thường, đơn giản mà vị cư sĩ mà có thể nhận thức được chỗ này cũng là một vị cư sĩ có tu có hành mới thấy ra được. Ông nói rằng là sở dĩ ông biết án quan đại sư là bậc cao tăng bởi ngài nói những lời rất thông thường. Chư tổ sư cũng dạy nói rằng là cái người tu càng lâu thì càng nói chuyện bình thường chứ không phải là càng lâu mình nói những cái lời mà mờ mờ ảo ảo hoặc là mình nói gì phép thực thần thông mình nói những cái điều mà hình như là nó ngoài với cái khả năng con người chúng ta nhận thức được chúng ta nên nói cái việc xác thực đi Phật pháp á, là cuộc sống hàng ngày mà vì chúng ta sống mỗi ngày là đang sống với tất cả con người vậy thì mỗi một người chúng ta học phật làm sao mình áp dụng phật pháp trong cái cuộc sống mà đối nhân sự thế của chúng ta quý vị phải nhớ đó một con người dù là họ có lỗi lầm cỡ nào đi chăng nhưng chỉ cần họ có tâm chân thật quay đầu thì nhất định chúng ta cho cơ hội vì sao? Vì người ta có tâm chân thật muốn quay đầu Nhưng nếu Mình quay đầu rồi mình làm sai Mình quay đầu rồi mình làm sai thì Tự nhiên mình mất uy tín Người ta không tin tưởng mình nữa Chứ người mà chân thật muốn quay đầu Không ai mà Không cho mình cơ hội vậy. Nên đó, người xưa mới nói một câu là Đánh người ra đi chứ không ai đánh người trở lại cả Từ nơi đó mà Một số người khi người ta quyết định người ta ra đi Đánh người ta một gậy Để làm chi Mình không có mua đồ Chứ nếu như mình nói một hai lời Họ ra đi rồi mà họ vẫn còn Lưu trữ một số tình cảm Lưng chừng giữa Chỗ họ ở Và chỗ họ đi Vậy thì cả cuộc đời họ khổ quá Khổ quá Nên mới nói là đánh người ra đi Họ đã quyết định đi rồi Thì cứ cho họ đi Làm sao mà tâm họ thoải mái Họ đi đi Còn người mà mình thấy người ta có thể ở lại Thì mình giúp người ta ở lại Còn người mà mình thấy người ta Phần nhiều là muốn ra đi Thì nên dứt phát cho người ta đi đi Để làm chi? Để cho người ta biết được Những sự việc Ở và đi Đi thì đi cho rõ ràng Ở thì ở cho rõ ràng Tại vì con người sống Mà lừng chừng thì khổ lắm mới vị à. Thường là lưng chân thì không làm được gì cả. Việc gì phải quyết đoán. Nên coi lịch sử có những bậc tiểu nhân thời xưa họ giết người đó, họ hại người đó rồi mà người đó vẫn phải cảm kích họ. Vì sao? Vì họ rất là khéo lép. Mà là hại người Nhớ nha Khéo léo hại người Còn bọc quân tử thì Không ném đá dấu tay Cái gì thì cứ thẳng thắn Họ có giết quý vị cũng là giết trước mặt quý vị Không có chọt sau lưng Từ nơi đó mà người nào sống với mình thì sống nhiệt tình người nào đã đi rồi thì họ cứ hết lòng cái nơi họ đang ở đi như vậy thì cuộc đời của họ có những cái sự trải nghiệm và có sự tư duy về góc độ nhìn khi đi rồi mình ở nơi nào mình cũng có sự tư duy cái nơi mình hiện tại đang ở và nơi của mình hiện tại đã đi vì thì con người này sao mới trưởng thành sau này mới trưởng thành chứ không phải là họ đi rồi mình lại nói ngọt vài câu nói thòng vài câu để làm chi để cho họ ở nơi nào đó họ cũng lừng chừng không được thì quấy gì như thì cả đời của họ cũng không trưởng thành còn nếu như họ đã trải nghiệm rồi mà họ thấy rằng không có kết quả và ngồi tư duy bình tĩnh nhận thức Thì thấy Nơi này tốt Họ chân thật muốn quay đầu Thì tức khắc chúng ta cho cơ hội Nên Phật Pháp Có nhiều phương pháp Nhưng chỗ đặc biệt của người xưa dạy Đơn giản Gần gũi Lời nói dễ nghe Không nói những lời cao xa Dù là các ngày tu lâu các ngài không dùng những cách nói phù phiếm hoặc lường gạt hoặc là thần thông hay là những cái mờ mờ ảo ảo để mà khuyến dụ người khác không những đức đọc lịch sử người xưa toàn là các ngài là bậc thông tông thông giáo nhưng lời nói rất đơn giản bình dị Chúng ta mới tu mà nói những lời cao xa Vậy thì không được rồi Hoặc là niệm Phật tu hành Mà nói về thần thông Nói về ma quỷ nhập sát Quý vị đừng nên nói những điều này Tại vì cảnh giới đó vẫn có Nếu quý vị thường hướng đến họ Thì rất phiền phức cho quý vị Phải nhớ Một ý niệm về ma quỷ thì tức khắc ma quỷ sẽ xuất hiện đến bên cạnh chúng ta Một ý niệm về sự giác ngộ giải thoát về Phật Thì cảnh giới Phật sẽ xuất hiện với chúng ta Từ nơi đó mà mình là người niệm Phật Nên đem Phật Pháp và lời dạy của Phật Tin vào định lực nhân quả Chúng ta phi người cũng đơn giản Và đem những lời của Phật dạy về định lực nhân quả để áp dụng trong cuộc sống cuộc đời của chúng ta. Nên quý vị phải nhớ rằng có những người nghĩ rằng đi chỗ này đi chỗ kia thì sự trải nghiệm sẽ sâu sắc chưa chắc. Giống như quý vị chạy vòng vòng, góc độ quý vị không thể nào bằng người đứng một điểm mà chú ý. Tại vì chúng ta hổng kém là do gì? Mình đứng một điểm chú ý nhưng mà mình không nhìn được mặt trái mặt phải. Nên sự tư duy của mình kém thôi Chứ nếu như mình ở một nơi Mà sự tư duy về mặt trái mặt phải Cái được cái mắt Thì góc độ học quý vị sâu sắc lắm Đặc biệt lắm Chắc chắn Nên Phật Pháp hay lắm Chúng ta gặp được Phật Pháp Là một môn giáo học trí thiện mà Không có hại người Nhớ Không có tâm hại người Nên những đức từng nói rằng khi quý vị ở một nơi nào tu Có một người nào gặp quý vị Rủ ren quý vị đi nơi khác tu Người này là không đúng Nên tất cả đại chúng khắp nơi nơi luôn Không phải riêng ở đây không Mà quý vị phải nhớ là Nếu gặp những thành phần đó là không đúng Vì sao Vì khi người ta đi Là tự người ta đi Hết duyên đó là chuyện của người ta Còn mình là người rủ ren Lôi kéo tín đồ là sai Không đúng Có nghĩa là Mình ở đây hướng dẫn Tự người ta đến Những đức cũng không có đi đâu cả Quý vị biết Những đức quanh năm ở trong chùa Chưa từng đi đến bất cứ một đạo tràng nào cả Phải chi những đức đi đến đạo tràng này Đạo tràng kia Thì còn nói rằng đi đến đó nói chuyện Rồi Phật tử người ta nghe mình nói Rồi người ta chạy về đây không có mà như Đức chỉ có ở một nơi thôi Người ta tự đến cùng tu Và những buổi chia sẻ Phật Pháp này Để lên trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ Người ta tự bấm vào người ta coi Những Đức cũng không biết ai coi mỗi ngày nữa. Nếu người ta thấy coi mà có lợi ích Thì tự người ta mỗi ngày coi thôi Để mà cùng phiến tắng nhau tu hành thôi quý vị Đại chúng trong chùa cũng vậy Duyên mình ở nơi nào mình chân thật mình ở nơi đó Từ cái tâm chân thật quý vị sẽ thấy ra được nhiều cái Khuyết điểm của mình và ưu điểm của mình về chỗ nào Nên ấn tổ ngày phiên là chúng ta nên nhìn lại mình nhiều Nên soi xét lại mình nhiều Nhìn thấy mình sẽ thấy được rất rộng quý vị Đừng nên mỗi ngày chỉ biết nhìn người khác mà quên nhìn chính mình Nhìn mình là hướng nội Nhìn người là hướng ngoại Từ nơi đó mà nên hướng nội nhiều Thì tâm trí sẽ sáng Thì góc độ hướng ngoại Vẫn là nhìn thấu đặc biệt vô cùng Phải nhớ đó Nên mình là người tu hành Nó phải có một cái tâm kiên nhẫn Về khắp việc khó Hàng Phật tử khắp nơi nơi nhớ là kiên nhẫn khi gặp việc khó Như học một cái nghề khó khăn cỡ nào cũng phải kiên nhẫn Nhất định sẽ thành nghề Hôm nay chúng ta học đến đây với vị. Ai Di Đạo Phật Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chung sanh đồng sanh về tịnh độ